clarify các bạn đang thắc mắc là tại sao mình thức dậy mình không đánh răng liền mà mình lại làm những cái chuyện đó, phải không? Bây giờ bên này á, thường người ta thức dậy là người ta ăn sáng xong người ta mới đánh răng, như vậy thì nó vệ sinh hơn. Còn ở Việt Nam là mình á, thì người ta dậy cái người ta đánh răng liền à, rồi người ta mới ăn sáng. Tại vì thường á, người ta đi ra ngoài đường người ta ăn, còn bên này á, mình ăn sáng tại nhà. Nhưng mà hôm nay mình không có ăn sáng, tại vì giờ cũng khá trễ rồi. Mình thức dậy thì cũng đã là 10, 11 giờ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi tập thể dục xong rồi mình sẽ dắt các bạn đi mua cá cảnh nha. Hôm nay thì mình vô mình tập deadlift, mình tập cho nó, mình coi cái PR mình đang ở đâu. Thực sự thì khi mà mình bắt đầu giảm cân á, thì cái sức khỏe của mình, không phải sức khỏe, gọi là cái gì, cái strength á, cái sức mạnh của mình nó giảm rất là nhiều. Cho nên hôm nay mình vô mình coi thử coi là mình có còn nhấc nổi giống hồi xưa không. Chắc chắn là nó không bằng như cái lúc mà các bạn bulking, như cái lúc mà mình bulking á thì mình rất là khỏe, phải không? Bây giờ thì mình không còn khỏe thì như vậy nữa, thì chắc chắn là mình sẽ bị cảm thấy yếu hơn một chút. Mình mới uống pre-workout xong. Khi mà các bạn uống pre-workout á, thì nó cũng có caffeine á, cho nên nó làm cho mình có thể tỉnh táo, có thể vận hành cái ngày của mình tốt hơn. Hồi trước mình nhấc dễ dàng, bây giờ thì mình không có khỏe giống như vậy, tại vì mình bị xuống ký cho nên sức mạnh của mình nó mất theo. Mới đón vợ sắp cưới đi làm mới về. Hey, can I get $25 on regular? Yeah. Cash? Yeah. Giờ là mình đang đổ xăng. Đổ xăng bên này nó có hai kiểu, một là mình ngồi cho người ta đổ, hai là người ta sẽ, đúng ra là không có cho tiền nhưng mà thì mình cho nó 1 đồng. Cho ổng 1 đồng tại vì ổng cũng có tuổi rồi mà đi làm, you know. Quay là quay phim là phải có tâm, phải nhìn vô chủ thể của mình. Xe sau 30 phút cũng tới được chỗ này rồi thầy. Hopefully là nó còn mở cửa. Này rất có đầu tư. Bữa nào phải ra đây chụp hình. Đây là Monster Train. Có cái thác rất là cát, nhìn từ trên xuống rất là đẹp. Bây giờ những cá là
coi như là chịu không nổi sắp chết rồi. Con mà nó nằm dài dưới giống vậy á là nó bị sốc nước rồi, không có nên mua. Để nó con khỏe khỏe. Thay mình chăm sóc em những ngày tới. Thôi được rồi, về đi. À, mình vô coi cá rồi các bạn. Nhưng mà cái hôm nay á, cái thằng bạn của mình nó không có đi với mình. Cho nên cái thằng bạn của mình thì nó quen với ông chủ ở đó, biết không? Mà cái con nhỏ vợ của ông chủ á, nó rất là xàm xí. Hôm nay mình tới nó không cho mình quay phim, cho nên mình bực mình quá mình đi luôn. À, Ngân cũng thấy là hôm nay không có cá đẹp. Có cá đẹp chứ, nhưng mà nó mắc quá. Với lại mình cũng chưa có cái hồ để nuôi nó, cho nên thôi giờ hãy để mình đi ăn. À, chắc lần sau thì mình mới mua cá mới, mà để mình về mình set up một cái hồ. Mình muốn set up một cái hồ cho cái con cá koi mà butterfly mà màu trắng hết á. Thì những cái con cá đó thì mình phải có một cái hồ mà có cái nền nó tối tối một chút để nhìn con cá nó nổi bật. Cho nên sắp tới chắc mình set up thêm cái hồ nữa. Chơi kỳ này chơi cá cho tới luôn. À, cho nhà mình thành một cái gọi là aquarium. Để tiếng Việt Nam nó gọi là thủy cung. Mình là thành thủy tề. Thủy tề là gì? Em biết thủy tề hả? Thủy là nước, tề là vua. Giống như là thủy tề là giống như là vua của một cái vùng. Anh là thủy tề hả? Anh là thủy tề. Em là nàng tiên cá. Không. Em là thủy thủ. Thủy thủ hay là thủy thủ mặt trăng? Không có liên quan thủy thủ mặt trăng, là ở trên mặt trăng mà. Tào lao nữa. Biết tại sao gọi là thủy thủ mặt trăng không? Không. Trời, chứ lại không biết rồi. Thủy thủ lên mặt trăng là nó lái tàu chỉ lúc có mặt trăng thôi. Là ban đêm nó mới đi lái tàu cho nên mới gọi là thủy thủ mặt trăng. Bây giờ mình sẽ làm vlog về cuộc sống hàng ngày của hai tụi mình. Mỗi tuần mình sẽ dẫn các bạn đi ăn những nơi khác nhau, cho các bạn thấy cuộc sống và các sinh hoạt của người dân ở New York thế nào. Vậy nha các bạn, nhớ đón xem nha các bạn. Đây là nó có mấy cái này mình thích ăn cái nào thì mình chỉ nó bỏ vô đó nó xào. Rồi để cho Ngân thích ăn cái gì mình chỉ. Ngân phải mua cá cho anh một cái nữa. Nó không mua mềm mà. Thịt bò nữa em. Rồi, vậy thôi được rồi. Không ăn mực đâu. Rồi đây đó. Mình chỉ rồi ăn xong nó xào ra giống gì. Giờ thì tụi mình chuẩn bị chiến thôi. Chào các bạn, bây giờ thì mình đã về tới nhà rồi. À, ăn xong thì về nhà ngủ ngơi thôi, mệt quá rồi. Đây là con cá của mình. Nãy mình đi thì mình không muốn thấy con cá nào đẹp như con cá của mình hết á. Thì bây giờ tại sao mà mình đi về? Bây giờ nó đang nói bụng á cho nên màu nó đổi. Ok các bạn, thì sắp tới trong những cái video của mình á thì mình sẽ làm vlog cho các bạn xem. Và cũng tiếp tục làm video về nhiếp ảnh. Thì
mình không có biết là lịch nó sẽ ra làm sao hết, thì khi nào mình rảnh thì mình làm video về nhiếp ảnh cho các bạn xem thôi. Thì các bạn có lý do hoặc là các bạn muốn xem về cái vấn đề gì á, các bạn để lại phần dưới comment nha. Có gì thì mình sẽ làm video cho các bạn xem. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye.